Hello, chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel Vô Tạc Jimmy. Clip tiếp theo của mình ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn, như đã hứa, mình hướng dẫn cho các bạn về hệ thống. Một cái hệ thống mà mình thấy cũng khá là khó chịu đối với anh em, đó là hệ thống nguyên tố. Đây, biểu tượng của nó là NL, đang cầm một cái thân NL, đang cầm một cái quả gì đó, quả nguyên tố các bạn. Và cái thật sự làm mà mình nói thì cái nguyên tố này nó cũng tăng rất là nhiều cho chúng ta, cho nên mình cũng muốn làm clip hướng dẫn luôn. Thực sự thì nguyên tố này mình đã có clip hướng dẫn rồi, nhưng mà cũng đã lâu rồi, cho nên thôi giờ hướng dẫn lại cũng được, không sao, hướng dẫn cho những bạn chưa biết thôi nha. Còn những bạn biết rồi thì thôi không cần phải nói, những bạn biết rồi thì cũng có thể xem clip của mình, ủng hộ cho mình. Rồi, như thường lệ thì chúc các bạn một ngày vui vẻ tuyệt vời, xem clip của mình vui vẻ, và tất nhiên thì nhớ ủng hộ cho mình bằng cách like video, đăng ký kênh ở đây và subscribe để kích quảng cáo ở đây đó. Rồi, này là clip nào mình cũng có nói rồi, cho nên mình có lướt qua nhanh thôi, mong là anh em sẽ ủng hộ cho mình nha. Ok, về hệ thống nguyên tố thì mình nói luôn là về cái sự mà các bạn muốn biết khi nào mà các bạn có được cái hệ thống này, thì các bạn cũng như là nhận tất cả những hệ thống khác luôn. Các bạn vào chỗ này nè, hép á, đây mình đang bôi đỏ nè các bạn, các bạn chú ý lên màn hình thấy chỗ mình bôi đỏ không. Ok, mình sẽ kéo cái mũi tên lên. Ok, thấy chưa, cái chỗ hép này là cái chỗ giúp đỡ chúng ta rất là nhiều. Đây, các bạn nhấp vào thì nó sẽ nói cho các bạn biết tất cả những cái điều mà các bạn cần biết về cái hệ thống tiếp theo mà các bạn đang chuẩn bị đạt tới. Ok, thì ví dụ như cái này đang là Haki nhân vật chính, thì các bạn hoàn thành nhiệm vụ chính là vua hè, ở đây nó có ghi rõ. Đây, mình bôi đen luôn nè, đó, nó ghi rõ ràng chúng ta là nhiệm vụ chính vua hè. Thì các bạn muốn biết khi nào chúng ta đến vua hè thì bạn cứ đi phó bạn khi nào mà có cái nhiệm vụ và màu cam cam. Đây, hiện tại nhiệm vụ chính của mình là cá lớn biển sâu, mình đang bôi đen nè. Đó, các bạn đi khi nào mà thấy cái biểu tượng nhiệm vụ chính của chúng ta có cái ghi vua hè là bạn biết là chuẩn bị chúng ta có 2/2 cây nhân vật chính. Ok, và mình cũng nói luôn là cái 2 cây nhân vật chính đó thì các bạn cần phải đi đạt với cấp 100, mà để mình nhớ coi, 120. Nhưng mà đi phó bản á, thì các bạn qua cái 120 một phó bản, tức là các bạn đánh xong 120 các bạn đến phó bản 121, các bạn đánh vài phó bản đó là đến gặp cái thằng Bugi á, là bạn cái nhiệm vụ của bạn là vua hề là các bạn sẽ có thôi. Rồi, còn bây giờ mình nói về hệ thống nguyên tố. Đấy, các bạn tìm hệ thống nào cũng có nha bạn. Đây là tinh linh nè, cái này là khiêu chiến cuối cùng nè, cái này là nguyên tố nè. Đó, thì cái nhiệm vụ nguyên tố này nó yêu cầu chúng ta là hoàn thành nhiệm vụ chính là vào đấu giá sẽ mở, tức là các bạn đánh phó bản như mình nói, đến khi nào mà nó có cái nhiệm vụ chính ghi là đấu giá ở chỗ này thì thôi, đó là bạn sẽ có hệ thống nguyên tố. Ok chưa? Và cái hệ thống nguyên tố này thì nó sẽ có tổng cộng là không biết là bao nhiêu tác dụng, mình nghĩ là full tác dụng đó. Đầu tiên là về phòng thủ cũng có. Đây, đó, đây là nguyên tố này các bạn. Các bạn vào chỗ đồng đội, các bạn có thể chọn chỗ nguyên tố để các bạn coi thử những nguyên tố của chúng ta. Ok, đó, hiện tại thì mình đã đổi tất cả nguyên tố này rồi. Thì nói chung là cái nguyên tố này nó cộng ra được rất là nhiều thứ. Đầu tiên là tấn công cũng có nè, rồi phòng thủ có hết luôn, sinh mệnh cũng có, rồi chúng ta được hồi máu thêm cũng có nữa, gọi là hiệu quả trị liệu đó các bạn. Và chi tiết như thế nào thì giờ mình sẽ nói cho bạn. Tổng cộng ở đây chúng ta có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nguyên tố nha các bạn. Còn riêng cái 12 này là nguyên tố kinh nghiệm, chúng ta mua chúng ta búp cho cái nguyên tố của chúng ta. Rồi, ok, này là búp được 400 kinh nghiệm nha các bạn, 200 nguyên tố chúng ta đổi được 400 kinh nghiệm. Rồi, và những cái nguyên tố này thì mình cũng nói sơ qua luôn. Đầu tiên là nguyên tố này, quy ba le công, đây là nguyên tố mình đang rất là ưa chuộng để mang cho những đồng đội, ví dụ như là Brook, Mirella hoặc là Lao. Đó, tác dụng của nó như sau, các bạn đưa vào nó sẽ cộng thêm là phong kích cộng 1000 điểm. Tuy nhiên là cái phong kích này mình không có hiểu cho nên mình sẽ bỏ qua, mình sẽ giải thích cho những cái vấn đề chính thôi. Sinh mệnh trong chiến đấu sẽ tăng 1,5%, có nghĩa là các bạn đeo cái nguyên tố này vào thì mỗi lần mà các bạn ra trận chiến đấu đánh nhau dài thì sinh mệnh của bạn sẽ cộng thêm là 1,5%. 1,5% có nghĩa là ví dụ như máu của bạn đang là 1 triệu máu thì nó sẽ được cộng thêm là 105k phải không ta? Mình sẽ tính luôn cho nó chắc chắn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nhân 1,5 chia 100, các bạn cộng thêm được 15k. Mình nhầm, sorry nha anh em,
1 triệu thì các bạn chỉ cộng được thêm là 15k thôi. Mình không ngờ mình đi toán mà lại tính toán sai lầm như vậy nhỉ. Ok. Nhưng mà mình nói luôn, đây chỉ là cấp 1, cấp 0 gọi là cấp 0, không có cấp thì nó cộng thêm 1.5% thôi. Còn khi mà các bạn nâng cấp lên rồi thì nó sẽ cộng thêm. Mình sẽ ví dụ như là nhân vật chính của mình. Anh nhân vật chính của mình đang mang cái nguyên tố đó, Wind Blade công, có nghĩa là gió phải không? Rồi. Thì Wind Blade công thì hiện tại đang cấp 26 nè các bạn. Thì nó cộng thêm tới 24%. Từ 1.5% nó cộng lên 24% là các bạn hiểu chưa? Mình sẽ ví dụ máu của các bạn đang là 1 triệu. Mà các bạn đeo cái nguyên tố này vào nó cộng thêm 24% thì cái lượng máu các bạn cộng được nó lên tới là 240k. 240k các bạn. Thì mình cũng nói luôn là mình đã từng đánh với những thanh niên trên server rồi. Và mình thấy là cái nguyên tố đó nó cộng thêm cho những thanh niên đó, phải nói là máu nó lên tới hàng triệu luôn, chứ không phải là hàng trăm tầm thường như vậy đâu. Cho nên cái này là phải nói thực sự rất là lợi cho những bạn mà chơi những cái đồng đội mà thuộc lĩnh vực muốn hồi máu. Ví dụ như là Medela, Brook giống như mình đó, mình mang đó, các bạn nâng cấp lên nha, các bạn sẽ mạnh lên, hồi máu nhiều lắm, rất là phê luôn á. Rồi tiếp theo là nguyên tố thứ hai là nguyên tố này, tên sấm. Ok, tác dụng của nó như sau: sát thương nội nhận được trong chiến đấu giảm 1%. Đó, bạn thấy chưa, nó có cả cái hiệu ứng này nữa nè, tức là đối phương đánh nội chúng ta sẽ giảm đi 1% sát thương. Tuy nhiên thì nó ở cấp 0 thôi, các bạn nâng cấp từ từ lên thì sẽ giảm khá là nhiều đó, khủng khiếp chưa. Ok, đây là thuộc nguyên tố công. Thì các bạn hình như là chỉ có thể mang được một cái thôi thì phải, theo mình nhớ là vậy. Đây các bạn hãy nhìn thấy nguyên tố, đây là nguyên tố công đó. Bốn cái này chúng ta chỉ được mang một cái cho một đồng đội thôi nha, cho nên các bạn phải lựa chọn thích hợp. Tiếp theo là nguyên tố này, thủy kích công, thì mỗi lượt bắt đầu sinh mệnh sẽ hồi 0.5%. Mỗi lượt bắt đầu sinh mệnh sẽ hồi 0.5%. Cái này là 1.5%, cái này là 0.5%. Ok, cho nên theo mình thì chúng ta nên lấy cái Queen Blade công này sẽ ngon hơn đúng không? Tại vì nó tới 1.5% đó, thì ngu gì chúng ta lấy không lấy mà chúng ta lấy cái 0.5 nhỉ? Cái này mình thấy nó hơi mâu thuẫn. Sinh mệnh trong chiến đấu, mỗi lượt đấu bắt đầu có nghĩa là khi mà mỗi lần chúng ta đánh xong rồi tới tuôn chúng ta nữa, chúng ta lại được hồi máu đó hả? Phải không ta? Mình nghĩ là như vậy. Ok, thì nói chung là các bạn cứ lựa chọn theo một cái thích hợp thôi. Hiện tại thì mình đang mang cái Weeble công này đó, còn các bạn thích cái nào thì các bạn có thể đổi, để mình coi trên server đang mang cái nào cho nó chi tiết luôn, rồi mình hướng dẫn anh em luôn. Có thể là mình sai lầm chăng, nhưng vật chính hiện tại chắc là mang cái kia rồi, mang cái sát thương để biết mà. Còn Lao này thì nó đang mang cái đây, Weeble công này các bạn, thấy không, rất là được ưa chuộng. Tương tự thì Brook Sura cũng đang mang Weeble công, thấy chưa, nói có sách mách có chính đàng hoàng. Rồi còn về cái loại nguyên tố này là nguyên tố ưa chuộng cho đồng đội mà sát thương đánh thường, mà có thể là nhiều đứa trở lên, hai ba đứa trở lên các bạn. Có thể là Jimbel của mình đang là sát thương toàn tem, cho nên chúng ta có thể mang cái nguyên tố này. Thì tác dụng của nó là như thế này: sát thương đánh thường sẽ tăng 1%, đó là cấp 0 nha các bạn. Còn khi các bạn nâng lên cấp cao nó sẽ cộng thêm. Mình sẽ ví dụ luôn là Jimbel của mình đang mang cái đó và level 20 thì nó sẽ cộng thêm 20%, tức là mỗi level nó cộng thêm 1% đó các bạn, đó, nó cộng thêm 20%. Thì ví dụ như các bạn đang sát thương gây ra là what, thì ví dụ như là các bạn sát thương gây ra 1 triệu thì các bạn cộng được thêm 20% thì nó sẽ cộng thêm sát thương là 200k đó, các bạn thấy không, rất là lợi luôn. Cho nên chúng ta nên mang nguyên tố này, nhưng mà nó chỉ dành cho những đồng đội mà đánh được nhiều đứa thôi nha. Ví dụ như là nhân vật chính có cái skill tuyết lở tinh băng nè, hoặc là kỹ năng dành cho Jimbel đó. Nhân vật chính của mình bây giờ cũng là đánh toàn bộ rồi, cho nên mình chắc cũng chuẩn bị thay thế cho nó, mình định thôi. Chứ hết bữa mình chuyển đồ Jimbel sang thì cũng vậy rồi, cho nên mình không có cần phải đổi cho mất công. Đó, hết bữa cũng làm cho thanh niên lâu trắng rồi, nên cũng phải sửa đổi thôi. Rồi, đó là nguyên tố về tấn công 4 cái. Còn ba cái này
cái này là 1, cái này là 2, cái này là 3, cái này là 4 luôn nè, 4 cái này thì nó sẽ tăng về phòng thủ, tuyệt chiêu phòng, ma phòng và vật phòng cho các bạn. Đây. À, tuyệt chiêu phòng mỗi cái là cộng 40 điểm nha các bạn. Đó, mỗi cái sẽ cộng 40 điểm, rất là phê. Hiện tại thì mình cũng đang có mang rồi đây, 1 2 3 4, đó, 4 cái này. 4 cái này thì nó bắt buộc rồi, cho nên các bạn đổi được thì các bạn mang vào thôi, chứ không có gì cả. Các bạn nâng cấp từ từ lên thì nó sẽ cộng thêm vật phòng rồi rất là nhiều, rất là phê luôn. Tiếp theo là nguyên tố này, nguyên tố này là nguyên tố chạng vạn gì đây mình không có hiểu, nhưng mà tác dụng của nó sẽ được cộng sinh mệnh. Ở cái viên đầu cấp đầu tiên là nó cộng cho chúng ta là 1650 luôn, nhưng mà cái đó là chỉ là cố định thôi. Mình đảm bảo với các bạn là khi các bạn mang đổi, các bạn mang vào là nó cộng hơn đấy, chứ không phải 1650 đâu. Rồi, hiện tại thì nhân vật chính mình đang mang cái đó, cái này thì cũng là cơ bản thôi, cho nên ai cũng có cả. Đó, cái này là hiện tại mình đang nâng lên cấp là 14, chỉ là cấp 14 thôi nha các bạn. Mà sinh mệnh đây nó ghi là cộng 23k100, 23k1, 23k máu. Bây giờ mình sẽ thử tháo ra, nó trừ của mình tới 46.000, các bạn thấy khủng khiếp chưa? 23.000 thôi, nhưng mà khi mà cái mình mang vào là nó cộng tới 46k, nghe chưa? Đó, tác dụng khủng khiếp, cái đó là rất là khủng khiếp luôn. Ở bên trang 2 này thì có hai cái nguyên tố khác nữa. Nguyên tố này thì sẽ là hiệu quả miễn giảm sát thương, miễn giảm sát thương nha các bạn. Còn cái này là hiệu quả trị liệu, chắc là khi mà tem chúng ta được hồi máu thì sẽ tăng được thêm máu, tăng cái lượng máu. Cái này thì mang thì cũng tốt thôi, nhưng mà phải giờ dư giả nha các bạn, chứ không đủ thì chúng ta tốt nhất là không nên mang đâu. Còn với trận hình của mình thì cũng không có đứa nào hồi máu ngon cả, có lao thôi, nhưng mà lao chỉ hồi cho một đứa, cho nên mình cũng không có quan tâm tới hai nguyên tố này. Còn nguyên tố này thì là kinh nghiệm, các bạn mua làm búp cho cái nguyên tố của mình lên cấp. Ví dụ như là bây giờ mình muốn nâng cấp cái nguyên tố của ai đây, để mình coi có ai đây đi. Ví dụ như mình muốn không, cái này cao quá mình không muốn nâng đây. Ví dụ như mình nâng cái này đi, cái này đi, á cấp 10 lên cấp 15 nha các bạn, thì mình cần 4620 kinh nghiệm. Bây giờ mình có sẵn 3k1 đây rồi, mình búp luôn. Rồi bây giờ mình cần là thêm là 1k rưỡi nữa, 1k rưỡi thì các bạn giao đổi nguyên tố, các bạn đổi cái này nè, các bạn đổi 4 cái là 1600. Ba lô chật nó chứ, cay thật đó. Các bạn đổi khi nào mà nó đủ thì thôi búp vô. Mình sẽ cho các bạn coi bây giờ mình lên cấp 15 là sinh mệnh nó cộng thêm được bao nhiêu nha, cộng rất ghê luôn các bạn. Mình thấy cái nguyên tố này nó cộng ghê lắm, và lực chiến nó tăng cũng ghê nữa. Ok, tao cho các bạn coi lực chiến hiện tại của mình là 50454. Rồi lên nè, cộng 3k2, gần 3k3. Ở đây là 50404, bây giờ là 50784. Đó, bạn thấy chưa, đang lực chiến vãi cả chưởng luôn á. Rồi, nói chung là có hoạt động thẻ bài, anh em nhớ đánh mấy cái này để lấy kiếm mở thẻ bài nha. Trong này cũng khá là nhiều đồ ngon đấy, đặc biệt là cái hòm, cái hộp hồi nãy vừa ra. Đây là cái này, cái hộp này nè, nó mở ra vàng đó các bạn. Mình được một cái. Ok, cái này lát mình rảnh mình sẽ lập bài sau. Rồi, đó là về nguyên tố. Còn về cái cách chơi đây, rất là nhiều bạn thắc mắc, mình nghĩ chắc cũng rất là nhiều bạn thắc mắc nè. Thì cái cách chơi đơn giản thôi. Ở đây là cái ô, ở trong mỗi cái này đều được có một cái ô đen. Ô đen không có cái nguyên tố gì hết. Thì cái ô đó là ô khởi đầu của chơi. Thì mình hướng dẫn luôn, cái này thì giống như xếp hình thôi. Các bạn sắp làm sao cho nó thành ba cái trở lên giống nhau là các bạn sẽ ăn được theo hàng dọc hoặc là hàng ngang. Bây giờ mình sẽ ví dụ chơi cái này cho các bạn coi. Đầu tiên là mình thấy cái màu đỏ này rất là dễ ăn nè. Tiếp theo là cái màu hồng này. Hai cái này nó đang liên quan với nhau cho nên mình sẽ chơi. Đầu tiên là mình sẽ, bây giờ nếu mà các bạn lấy cái đây, các bạn lấy cái màu hồng này nè, mà các bạn di chuyển lên đây là được 3 cái theo hàng ngang này, đúng chưa? Đó, thì các bạn sẽ đi dưới đây, các bạn mất cái lượt mà đánh cái đỏ trên đây, nên không nên đâu. Mình sẽ chơi cho các bạn coi một ván trước nha. Còn các bạn có thể làm mới, nếu các bạn thấy mà ít đồ ăn quá thì các bạn có thể làm mới. Ok, cái này thì mình nghĩ chắc là mình nên làm như vậy luôn á. Đây, mình sẽ di chuyển. Các bạn thấy có mấy cái màu vàng đang nhấp nháy không? Đó là mình đưa con chuột vào. Bây giờ mình sẽ di chuyển cái màu hồng này lên phía trên nha các bạn. Ok, đó. Các bạn không cần kéo chuột gì đâu, các bạn nhấp vô nó tự động lên thôi. Tại vì có cái ô đen nó cố định sẵn rồi.
Tức là hiện tại bây giờ mình đang có ăn được ba cái hoa hồng rồi nè các bạn. Ba cái giống nhau là các bạn ăn được thôi. Rồi, tiếp theo thì mình di chuyển qua cái màu đỏ này. Mình có nhiều đường ăn quá, không biết lựa chọn sao luôn á. Cái này cũng có thể ăn được nè. Cái này chỗ này có thể ăn được. Chỗ này cũng có thể ăn được. Được rồi, mình di chuyển màu đỏ này qua cái đã. Ok chưa? Sau đó thì mình di chuyển cái màu xanh này qua đây. Mục đích của mình là lấy cái xanh lá cây này qua đây. Chúng ta lại được thêm ba cái xanh lá cây này. Đó. Tiếp theo bây giờ mình di chuyển cái này xuống. Đó, để chúng ta lên tiến lên phía trên này, chúng ta ăn một số cái phía trên này. Rồi nãy mình đã thống kê. Ví dụ như là cái màu đỏ. Có hai đường, có hai đường. Đang ở mấy cái gì khó khăn không ơi trời. Cái này qua đi. Cái này qua luôn cho rồi quá. Cái này qua là mình chúng ta ăn được thêm một đường đỏ đúng không? Còn 8 lượt hả? 8 lượt. Ok. Không thể nào ăn được cái kia rồi. Thôi mình di chuyển qua đây quá. Kéo cái màu đỏ này xuống. Và chúng ta ăn được thêm một cái hàng đỏ ngang này. Đó, thấy chưa? Hết luôn rồi, hết cái ăn luôn rồi. Nếu mà còn lượt thì có thể mình ăn được cái bột cam này nữa. Bây giờ mình sẽ test thử cho anh em coi. Kéo cái này qua. Kéo này qua. Cái này qua đây. Đó, vậy là đủ lượt các bạn. Vừa đủ lượt để ăn ba cái cam này. Thấy các bạn. Và thậm chí bây giờ mình còn nhấp cái hai cái màu hồng này qua đây. Chúng ta ăn được thêm một tool này nữa nè. Đó, đây. Hai cái màu hồng này các bạn thích cái nào cũng được. Vậy sao kéo qua đây để chúng ta ăn cái hàng ngang này là được. Đó, vậy thôi. Kéo cái nào cũng được cả. Yeah. Sau khi hết lượt thì nó sẽ tự động cho các bạn nha. Cái lượt nó có trên đây. Gọi là bước di chuyển đó. 15 bước. Ok. Rồi đó. Cách chơi đơn giản vậy thôi. Có gì đâu. Mình sẽ làm mới. Cái này mình làm mới nha. Cái xác suất làm mới chúng ta kiếm được cái bàn ngon khá là cao đó các bạn. Đó các bạn thấy không? Nó có sẵn ở chúng ta luôn nè. Chúng ta có 4 cái đỏ nè. Ở đây cũng 4 cái đỏ nè. Đó. Phê chưa? Quá phê. Thậm chí là chúng ta ăn được đến 3 cái này nữa. Nhưng mà chúng ta sẽ bị kẹt di chuyển luôn rồi. Giờ không biết di chuyển đi đâu luôn á. Đây 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 đây, mình có bước di chuyển rồi. Cái xanh này, cái này lốc xoáy. Lốc xoáy thì sẽ qua đây. Cái này qua đây luôn. Rồi chúng ta di chuyển chỗ này. Đó. Nâng cái lốc xoáy này lên. Cái màu xanh này có thể là qua đây. Nếu mà qua chúng ta sẽ bị kẹt đường. Qua đây là kẹt ngay chỗ này liền. Ok, khó nha. Hết đường ăn luôn á. Ngáo thật đó chứ. Đi sao hồi kẹt đường luôn. Thôi thì nhảy lên này đi. Đó, chúng ta được thêm một cái hàng dọc màu xanh. Hoặc là các bạn có thể di chuyển ra chỗ này nữa nè. Đó, các bạn nâng cái này qua thì cái xanh lên nữa là được 4 cái nè. Ok, hết luôn rồi, hết đường ăn rồi. Vẫn còn đường ăn nhưng mà ok, được. Đây đây. Chỗ này lợi hơn nè các bạn. Đây mình sẽ ví dụ các bạn coi. Ở đây là 4 cái. Thì chúng ta ví dụ như mình sẽ làm tròn là 4 điểm đi. Thì chúng ta có thể giục cái này, giục cái màu đỏ này để chúng ta di chuyển cái chỗ này qua đây, chúng ta ăn được thêm 3 cái. Tổng cộng chúng ta được 6 điểm. 3 cái này và 3 cái cam là 6 điểm, vẫn hơn là 4 điểm đúng không? Đó. Thả cái này xuống, nâng cái này qua. Được chưa? Rồi xong. Được chưa? Cái này kỷ lục của mình cao nhất hình như là khoảng 10 combo. 7 combo luôn, 8 combo. Ui trời, 8 combo thôi các bạn. Kỷ lục của mình hình như là 10 combo hay sao á. À, bây giờ mình tiếp tục chơi nha. Cái trận này mình thấy có vẻ ngon nè. Cái này thì chúng ta di chuyển cái này xuống nè. Đó. Nâng cái này xuống. Bật cái này qua ra được 4 cái hồng. Cái này xuống, chúng ta được 3 cái lốc xoáy nữa nè. Ok. Tiếp theo thì chúng ta có thể di chuyển cái này ra nè. Đây. Chích da rồi, nhầm rồi. Ok, không sao. 3 cái lốc xoáy. Chúng ta dán hai cái này xuống. Được 4 cái lốc xoáy, 4 cái phi tiêu nữa. Cái màu đỏ qua đây được 3 cái nữa. Được chưa? Còn 3 lần chúng ta đủ để ăn thêm nữa nè. Đây, nâng cái này qua. Đó, phê chưa? 3 combo, 4 combo, 5 combo, 6 combo, 7 combo. Ôi giời, 8 combo, 9 combo, 9 combo. Tại sao không lên 10 luôn đi? Mỗi ngày chúng ta chơi được 3 lần rồi nhá các bạn. Đây, cái số lần là có bên đây, chơi được 3 lần rồi.
chơi chơi được hoài cũng vui á, trò này vui vãi đó. Và cái tích điểm mà các bạn chơi nó sẽ dồn ở bên đây đó. Và cách để kiếm nguyên tố này là các bạn có thể mở được những cái sen hoa hồng, các bạn cũng có thể ra được kinh nghiệm nguyên tố đó. Tác dụng nó là như vậy. Về loài rồi, ok, vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn hệ thống nguyên tố rồi. Các bạn nào muốn mình hướng dẫn thêm về hệ thống nào nữa, các bạn cứ mạnh dạn comment cho mình biết, mình sẽ làm clip hướng dẫn cho các bạn. Các bạn không cần phải ngại ngùng gì đâu nha, cứ thoải mái comment đi. Mình làm clip là vì anh em cả thôi, cho nên là anh em cứ thoải mái mà comment nhiệt tình. Rồi, ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Clip này của mình hướng dẫn khá là dài, mình đã nói rất là nhiều, nó liên tục 20 phút, cho nên mong là anh em sẽ ủng hộ cho mình nhiệt là nhiệt tình nha. Rồi, clip của mình thì clip nào cũng vậy thôi, anh em xem thì nhớ cái chỗ này không có quảng cáo luôn cả, đúng là chỗ có chỗ không nè. Mình đang rất là cây cú đây. Lại thêm một clip bị khóa rồi, buồn quá đi. Tại sao lại đau đầu như vậy? Ok, mình tìm clip khác. Muốn hướng dẫn anh em cái quảng cáo thôi mà cũng cực nữa. Tầm lâm đó. Ok. Rồi, mấy cái clip này mình bị như thế này. Ok, rồi đây. Anh em like video, subscribe cho mình và kích quảng cáo nha. Có quảng cáo đây. Đang là quảng cáo nệm được các bạn. Các bạn kích vô hỏi mình nha. Nói vô lòng hỏi cho mình về tinh thần và động lực nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.